Bản tin trưa 1 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 260 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 258 ca ghi nhận trong nước, gồm thành phố Hồ Chí Minh 154 ca, Bình Dương 48 ca, Long An 28 ca, Phú Yên 10 ca, Hưng Yên 5 ca, Bắc Giang 4 ca, Nghệ An 3 ca, Hà Tĩnh 3 ca, Bình Phước 1 ca, Đồng Tháp 1 ca, Bắc Ninh 1 ca. Việt Nam hiện đã ghi nhận tổng cộng 17.312 ca mắc COVID-19. Thông tin chi tiết các ca mắc mới như sau. Bệnh nhân 17.088 và 17.092 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 29 tháng 6, hai bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Hai bệnh nhân hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. 258 ca ghi nhận trong nước, gồm bệnh nhân 17.053 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp là bệnh nhân nam, 74 tuổi, địa chỉ tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, là F1 của bệnh nhân 14.437 đã được cách ly từ trước. Bệnh nhân hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 4 ca gồm bệnh nhân 17.054, 17.089, 17.091, 17.094 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. 3 ca gồm bệnh nhân 17.055, 17.056, 17.086 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. 28 ca gồm bệnh nhân 17.057 đến 17.082, 17.099, 17.100 ghi nhận tại tỉnh Long An. Gồm 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 17 ca liên quan đến chợ Bình Điền, 4 ca liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã được cách ly từ trước, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Bệnh nhân 17.087 ghi nhận tại tỉnh Bình Phước là bệnh nhân nam, 40 tuổi, địa chỉ tại thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương. 3 ca gồm bệnh nhân 17.083 đến 17.085 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Các bệnh nhân hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 5 ca gồm bệnh nhân 17.093, 17.095 đến 17.098 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 30 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 10 ca gồm bệnh nhân 17.090, 17.102 đến 17.110 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, gồm 6 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 2 ca liên quan đến chợ Màng Màng, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Bệnh nhân 17.101 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh là bệnh nhân nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm đã được cách ly từ trước. Bệnh nhân hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. 48 ca gồm bệnh nhân 17.111 đến 17.158 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, gồm 26 ca liên quan đến công ty tại Thủ Dầu Một, 3 ca liên quan đến công ty tại Thuận An, 11 ca liên quan đến khu nhà trọ Nhị Đồng, 4 ca liên quan đến khu nhà trọ Đức Tân, 4 ca đang điều tra dịch tễ. 154 ca gồm bệnh nhân 17.159 đến 17.312 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm 116 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 38 ca đang điều tra dịch tễ. Tình hình điều trị, số ca tính với SARS-CoV-2 lần 1 278 ca, lần 2 14 ca, lần 3 81 ca, số ca tử vong 81 ca. Số ca điều trị khỏi 6.840 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.